Đây là khóa học do ZenVN biên soạn và tôi có nhiệm vụ hướng dẫn các bạn trong suốt quá trình của giáo trình này. Thì trong khóa học này chúng ta sẽ học về cách sử dụng và xây dựng một website dựa trên nền tảng của Joomla. Joomla là một cái hệ quản lý cơ sở dữ liệu, có nghĩa là nó sẽ quản lý cái nội dung, những cái gì các bạn sẽ nhập vào. Thì ở đây nó được gắn thêm với chữ CMS, có nghĩa là Content Management System, nghĩa là hệ thống quản lý nội dung. Thì nội dung ở đây của chúng ta sẽ có nhiều thứ, ví dụ như là chữ, hình ảnh hoặc là video. Thì đó là những cái nội dung mà chúng ta thường hay upload lên các blog, rồi các cái trang web khác hoặc các diễn đàn. Thì đó cũng được gọi là nội dung. Chúng ta sẽ học trên Joomla phiên bản 2.5. Đây là phiên bản mới nhất của Joomla. Thì khi đó chúng ta sẽ xem phiên bản này sẽ đã được phát hành vào ngày nào. Thì phiên bản này được phát hành vào ngày 24 tháng 1 năm 2012. Lúc này với phiên bản mới thì tôi đã nghiên cứu qua và tôi thấy có nhiều ưu điểm vượt trội hơn phiên bản 1.5. Thực sự là phiên bản 2.5 là phiên bản nâng cấp trong những cái tháng vừa qua của các phiên bản 1.6, 1.7. Và hiện nay do cái cơ chế hoạt động của Joomla 2.5 nó đã thay đổi khá nhiều với phiên bản 1, nên người ta đã thay đổi cái con số phía đầu, có nghĩa là cái lõi của Joomla đã thay đổi khá nhiều. Khi cái phiên bản mà con số đầu thay đổi, có nghĩa là gần như các cái dữ liệu hoặc là các cái những cái phần gắn vào luôn Joomla ở phiên bản 1.5 thì không có thể nào tích hợp được vào phần này nữa, hoặc nếu tích hợp thì chúng ta phải sửa chữa khá nhiều. Nói chung đó là phần liên quan tới lập trình. Thì lần trong cái khóa học này tôi sẽ không nói quá nhiều về lập trình, tôi sẽ chỉ hướng dẫn các bạn làm sao hiểu được cái cấu trúc của Joomla, hiểu được cách quản lý nội dung để chúng ta có thể áp dụng những kiến thức đó xây dựng cái website phù hợp với nhu cầu của chúng ta. Vấn đề đầu tiên của chúng ta đó là download Joomla về. Thì khi đó chúng ta chỉ cần nhấn vào nút download. Lúc này chúng ta sẽ chọn phiên bản mới nhất, đó là 2.5.0, và chúng ta nhấn vào đây sẽ download được gói của Joomla về. Tiếp đó là chúng ta phải cài đặt một cái web server. Web server là gì? Có nghĩa là một cái bộ để sử dụng chạy những cái ngôn ngữ lập trình web, ví dụ như là PHP, ASP, vân vân. Thì lúc này mã nguồn mở của Joomla được viết trên nền tảng của PHP và MySQL. Vì vậy chúng ta sẽ tìm một cái web server nào đó có thể hỗ trợ được việc cài đặt Joomla 2.5. Lúc này chúng tôi đề nghị một cái web server, đó là Sam. Các bạn có thể gõ vào để search nó. Thì lúc này chúng ta thấy Apache Fan. Chúng ta mở cái tab này ra. Lúc này chúng ta sẽ thấy ở đây là một web server. Và web server này được sử dụng rất là nhiều, nhất là trong các công ty lập trình, vì nó hỗ trợ khá đầy đủ các thư viện. Nhưng theo dõi của tôi với cái SAM này thì cái phiên bản mà hỗ trợ đầy đủ nhất không phải là phiên bản mới nhất, mà là phiên bản 1.7.1. Chúng ta sẽ chọn vào cái gói cài đặt làm sao cho phù hợp với cái hệ điều hành trên máy của chúng ta. Tôi đang sử dụng Windows, vì vậy tôi sẽ chọn SAM for Windows. Các bạn nhìn thấy đây là phiên bản của SAM. Phiên bản này thì kinh nghiệm của tôi thì nó không có đầy đủ các thư viện cần thiết. Nói chung là đôi khi chạy một cái ứng dụng nào đó nó có thể bỏ lỗi vì người ta chưa có chuyển đổi những cái thư viện hỗ trợ của PHP qua hết trong phiên bản này. Ở đây thì có khá nhiều phần hỗ trợ như Apache, rồi MySQL. MySQL là một cái hệ quản lý cơ sở dữ liệu. PHP là cái phần để chạy những cái mã nguồn mở
nói chung là chúng ta thường nói gọi là web open source. Webmin đó là phần quản lý dữ liệu của MySQL, được viết trên nền của PHP. Fazila đây là một cái, nó giống như một cái FTP ảo để giúp chúng ta thao tác những cái gì liên quan đến FTP. Thì lúc này chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn để download về. Thì đối với các bạn nói chung là chưa có nhiều kinh nghiệm thì chúng ta nên download cái phần đầu tiên. Khi chúng ta nhấn vào đây thì chúng ta sẽ download phần này về. Chúng ta nhấn vào phần install. Thì lúc này các bạn sẽ đợi trong vòng vài giây thì cái phần download nó sẽ hiện ra để cho các bạn xem xuống. Thực sự tôi đã download và chuẩn bị những phần này ở trên máy của tôi rồi, nên bây giờ tôi chỉ hướng dẫn để lại để cho các bạn có thể hiểu được. Đây là các cái dữ liệu mà chúng ta cần thiết, các cái software để chúng ta cần thiết để cài đặt được Joomla. Thì đầu tiên là gói Joomla 2.5, tiếp đó là cái phần là SAM 1.7.7, và đây là cũng là một cái phiên bản SAM, nhưng phiên bản này thì nó khá đầy đủ. Bây giờ chúng ta sẽ thử cài đặt coi phiên bản 1.7.7 có hỗ trợ được Joomla hay không. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhấn double vào nó. Tiếp đó là chúng ta nhấn next. Lúc này chúng tôi sẽ cài đặt nó vào OC. Và tôi bấm next. Chúng ta kêu là tạo ra một cái biểu tượng SAM trên desktop. Rồi tạo ra một cái biểu tượng SAM ở trong cái menu Start. Những phần này thì tốt nhất các bạn không nên click vào nó, vì có nghĩa là nó sẽ chạy cái dịch vụ khi chúng ta vừa mở máy lên. Điều này cũng không cần thiết quá với SAM. Và chúng ta nhấn install. Vậy là chúng ta đã cài đặt xong SAM, chúng ta chỉ cần bấm finish. Thì lúc này người ta, cái SAM sẽ hỏi bạn có muốn chạy cái phần quản lý của SAM hay không. Chúng ta chọn yes. Thì đây là phần quản lý của SAM. Lúc này chúng ta sẽ khởi tạo từng phần một. Đầu tiên là chúng ta bấm start. Chúng ta allow access, có nghĩa là cho phép cái phần này kết nối với internet. Tiếp đó là chúng ta khởi tạo. Khi mà khởi tạo Apache thì lúc này nó sẽ khởi tạo luôn cả cái cấu trúc của của cái hỗ trợ phần chạy PHP chúng ta. Tiếp đó là chúng ta khởi tạo cái MySQL. MySQL là cái hệ cơ sở dữ liệu để lưu trữ cái nội dung mà chúng ta sẽ đưa vào từ Joomla. Chúng ta bấm Start. Bây giờ chúng ta muốn vào SAM thì đơn giản, chúng ta chỉ cần nhấn vào Admin. Hoặc là chúng ta có thể gõ localhost thì chúng ta có thể đến được. Thì mới sau khi cài đặt thì nó sẽ hiện thị ra các bạn chọn cái ngôn ngữ nào. Thì chúng ta sẽ chọn English. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy cửa sổ của SAM hiện lên và các thông tin của chúng ta. Lúc này chúng ta sẽ bắt đầu copy cái gói zip này vào trong cái phần web server để chúng ta bắt đầu chạy. Thì đầu tiên tôi sẽ copy nó vào. Vậy làm sao để biết là nó nằm ở đâu? Thì thực sự là nó nằm ở COC, SAM, rồi htdoc. Đây là cái thư mục mà chúng ta sẽ bỏ Joomla vào để chạy. Hoặc một cách khác đơn giản hơn là chúng ta có thể nhấn exploit thì nó cũng sẽ nhảy trực tiếp vào trong phần này. Bây giờ chúng ta sẽ bát cái Joomla vào đây. Tiếp đó là chúng ta nhấn lên thì các bạn thấy ở đây là một cái thư mục có rất nhiều file ở trong này. Bây giờ chúng ta sẽ giải nén nó. Sau khi giải nén xong thì chúng ta có một thư mục Joomla 2.5.0. Cái tên này thì quá dài với chúng ta. Tốt nhất vậy chúng ta hãy sửa lại cái tên này cho ngắn bớt để khi chúng ta gõ dễ dàng hơn. Tôi sẽ sửa lại thành Joomla. Lúc này làm sao để có thể truy cập được vào cái thư mục này trên trình duyệt của chúng ta?
thì chúng ta sẽ gõ như sau: local host. Khi chúng ta gõ local host thì phần này sẽ truy cập vào thư mục Joomla, vào thư mục htdoc của chúng ta. Sau đó chúng ta muốn vào thư mục Joomla thì chúng ta sẽ gõ là Joomla. Vậy là phần cài đặt của Joomla đã hiện lên. Để biết xem Joomla cái phần SAM 1.7.7 này có hỗ trợ được cái quá trình cài đặt hay không thì chúng ta sẽ làm từng bước như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ cho quá trình cài đặt. Thì ở đây tôi thấy rất là nhiều ngôn ngữ nhưng không hỗ trợ cái ngôn ngữ Việt Nam. Chắc sau này thì Joomla sẽ hỗ trợ phần này. Để tiếp tục, đầu tiên tôi sẽ chọn English. Thì chúng ta bấm Next để qua bước thứ hai. Các bạn nhìn thấy lúc này chúng ta ở bước thứ hai. Bước này là kiểm tra xem hệ thống của chúng ta, có nghĩa là hệ thống web server của chúng ta có hỗ trợ đầy đủ hay không. Thì vấn đề chúng ta cần quan tâm đó là tất cả các giá trị ở phía trên này đều phải là Z. Thì lúc đó hệ thống của chúng ta mới chạy tốt được. Còn những cái giá trị này tuy nó có màu đỏ, theo khuyến cáo của Joomla thì thực hiện theo những cái giá trị bên này, nhưng nếu nó không đỏ cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Phần này nếu chúng ta học lập trình thì chúng ta có thể chỉnh lại ở trong cái tập tin bsb.in. Vậy là chúng ta đã thấy Joomla 1.7.7 đã hỗ trợ được cho Joomla. Sau khi giá trị Z được hiển thị ở đây thì tiếp tục chúng ta bấm Next. Phần này thì cũng khá đơn giản, đây chỉ là những cái quy định của Joomla về cái vấn đề bản quyền. Nhưng Joomla là một nguồn mở miễn phí nên chúng ta có thể lấy nó về và sử dụng theo cách nào tùy chúng ta muốn. Tiếp theo là chúng ta bấm Next để qua bước thiết lập một cái cơ sở dữ liệu lưu trữ những nội dung của chúng ta sẽ được đưa vào trong Joomla. Ở đây chúng ta sẽ chọn hệ cơ sở dữ liệu là MySQL. Thì khi chọn hệ cơ sở MySQL thì chúng ta sẽ đi vào trong phần localhost của chúng ta. Chúng ta sẽ gõ localhost. Các bạn vào đây và chúng ta nhấn vào một cái mục đó là bsb myadmin. Lúc này các bạn sẽ thấy ở đây có rất là nhiều thông tin. Thì ở đây là những cái hệ cơ sở dữ liệu đã có sẵn khi chúng ta install vào. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái hệ cơ sở dữ liệu mới. Rồi chúng ta nhấn vào database. Và lúc này chúng ta sẽ tạo ra một database mới. Thì tôi sẽ đặt tên là Joomla. Tiếp đó là tôi chọn cái phông chữ sẽ lưu trữ trong cái cơ sở dữ liệu này. Thì thông thường chúng ta sẽ chọn Unicode. Lúc này chúng ta sẽ chọn UTF-8 General C hoặc UTF-8 Unicode C. Thì các bạn chọn trong hai mục này mục nào cũng được. Thì có thể là chúng ta chọn mục đầu, sau đó chúng ta bấm tạo. Vậy lúc này các bạn đã thấy chữ Joomla của chúng ta đã hiện ra. Lúc này hiện nay ở trong cái dữ liệu của cái cơ sở dữ liệu Joomla chưa hề có một bảng nào để lưu trữ dữ liệu Joomla sẽ đưa vào. Thì lúc này chúng ta sẽ sau khi tạo ra cái cơ sở dữ liệu mang tên là Joomla thì chúng ta sẽ điền nó vào trong cái phần bước thứ tư cài đặt. Username là cái người sẽ quản lý cái cơ sở dữ liệu Joomla của chúng ta. Thì chúng ta thường khi cài đặt xong SAM xong chúng ta sẽ có username là root, password của chúng ta để rỗng, và ở đây của chúng ta là database của chúng ta. Nãy chúng ta đã tạo database bên này tên là Joomla, vì vậy lúc này chúng ta sẽ đưa vào đây chữ Joomla. Giá trị này chúng ta có thể để nguyên nó không thành vấn đề. Đây là một cái giá trị hiển thị ngẫu nhiên giúp cho chúng ta bảo mật cái cấu trúc, bảo mật cái tên bảng của Joomla. Phần backup hay remove vì trong lần đầu tiên chúng ta cài đặt nên chúng ta không cần quan tâm quá nhiều đến phần này. Tiếp đó chúng ta bấm Next
để qua bước thứ 5. Thì chúng ta đã qua được bước thứ 5. Ở trong phần này liên quan tới vấn đề upload file lên trên server web server chúng ta, thì chúng ta có thể cấu hình ở sau cũng được. Vì vậy chúng ta có thể bỏ qua cái bước này và chúng ta bấm next. Ở đây chúng ta đến bước thứ 6. Bước thứ 6 của chúng ta đó là điền những cái thông tin cần thiết vào. Thì chúng ta sẽ điền cái tên của cái site. Tên site là cái gì? Chính là cái tiêu đề sẽ hiển thị ở phía trên này của chúng ta. Chúng ta sẽ đặt tên là ví dụ như Joomla Training. Rồi. Lúc này chúng ta sẽ điền vào một cái địa chỉ email nào đó mà chúng ta sẽ dùng để quản lý cái website này. Chúng tôi sẽ điền vào địa chỉ. Rồi, cái username chúng ta sẽ login vào hệ thống là tên là gì, thì thông thường tôi sẽ để admin. Còn password thì để cho chúng ta dễ nhớ thì chúng ta chỉ cần nhấn 123456. Cái phần password 123456 này tôi khuyên các bạn chỉ dùng ở dưới cái máy của chúng ta, là dưới localhost, chứ không nên sử dụng ở phía trên web. Rồi, sau khi điền xong những ô này thì chúng ta sẽ install những cái ví dụ có sẵn để chúng ta dễ sử dụng. Thì ở đây hiện nay chỉ có một cái dữ liệu mẫu bằng tiếng Anh. Chúng ta chỉ cần nhấn nút install sample data. Và chúng ta thấy đã hiện lên một thông báo là install thành công cái dữ liệu và database. Chúng ta có thể xem thử bằng cách là chúng ta sẽ nhấn vào qua BB admin và chúng ta nhấn vào chữ Joomla. Thì các bạn nhìn thấy ở trong này có hàng loạt các cái bảng dữ liệu. Rồi chúng ta sẽ xem thử. Nhìn như thế này thì chúng ta sẽ dễ thấy hơn. Và đây là những cái bảng dùng để lưu trữ những cái dữ liệu mà sau này chúng ta sẽ nhập vào. Chúng ta thấy hệ thống Joomla mới gồm có 61 bảng. Nó nhiều hơn hệ thống Joomla 1.5. Nếu tôi nhớ không nhầm, cái hệ thống Joomla 1.5 là 39 hay 40 bảng. Và hệ thống Joomla 1.7 là 34 bảng. Vậy thì ở đây lên tới 61 bảng. Vậy chứng tỏ có rất là nhiều cái bảng mới được đưa vào. Thì theo kinh nghiệm của tôi nhìn thấy chủ yếu đó là những cái bảng ở chữ phần finder này là nhiều thôi, chứ còn những cái bảng khác thì cấu trúc vẫn bình thường như thế. Phần này liên quan tới phần lập trình nên tôi không nói quá nhiều, để cho các bạn nào chưa biết lập trình thì có không bị rối. Vậy là chúng ta đã thiết lập xong. Cuối cùng là chúng ta nhấn Next. Vậy là chúng ta đã cài đặt xong. Ở đây lúc này Joomla sẽ nói là hãy xóa đi cái thư mục install. Thư mục install là thư mục nào? Thư mục install chính là thư mục này. Chúng ta chỉ cần nhấn vào nút này để xóa đi cái thư mục đó. Và khi xóa xong thì chúng ta có thể bắt đầu truy cập vào Joomla. Lúc này chúng ta nhấn vào Sign thì chúng ta đã thấy hiển thị lên một cái giao diện của Joomla. Nếu mà chúng ta muốn vào phần admin thì lúc này chúng ta chỉ cần thực hiện như sau. Chúng ta gõ localhost / Joomla và chúng ta gõ admin administrator. Rồi, chúng ta sẽ điền giá trị vào đây là admin và pass là 12456, sau đó chúng ta bấm login. Rồi, các bạn thấy có vẻ như Joomla này vẫn còn bị lỗi về giao diện một chút. Chúng ta refresh lại thử xem thế nào. Ồ, có lẽ lần đầu tiên nó chạy nên nó bị thế, chứ không vấn đề gì hết. Vậy là chúng ta đã có cài đặt xong Joomla trên máy của chúng ta. Trong bài kế tiếp chúng ta sẽ nghiên cứu về cái cách xây dựng những cái hệ thống cấu hình cho website của chúng ta.